Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Hôm nay Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014, bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đã có 119 trường hợp tử vong do sởi. Ngày hôm nay, Hà Nội đã mở điểm tiêm chủng cố định và miễn phí vaccine sởi. Ở nhiều địa phương khác, người dân cũng đang vội vã đưa con em đi tiêm ngừa sởi. Đã 5 tháng sau khi xảy ra vụ va chạm giữa tàu Yeung A Dragon quốc tịch Hàn Quốc với tàu Eleni quốc tịch Marshall Island tại vùng biển Vũng Tàu, nhưng đến nay vẫn chưa trục vớt hết số hàng hóa bị chìm. Các khu công nghiệp nhiều năm hoạt động nhưng không có hệ thống xử lý nước thải, thực trạng chung nhức nhối tại các địa phương, nhưng cho đến nay, giải pháp xử lý vẫn là con số 0. Hy vọng tìm thấy người sống sót trong vụ chìm phà Sewol đang tắt dần. Ngày hôm nay, số người chết trong thảm họa này được ghi nhận ở con số 56, khoảng 200 người khác vẫn đang mất tích. Cuộc chiến rocket đón lễ phục sinh độc đáo của người dân Hy Lạp. Thưa quý vị, số trẻ tử vong do sởi lại tiếp tục tăng lên. Cho tới thời điểm này, theo tổng hợp của phóng viên VTC14 thì đã có tới 119 ca tử vong do sởi, chủ yếu là tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong đó có 111 trường hợp ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Theo bệnh viện này, 3 ca tử vong tăng thêm là 3 trường hợp không thể chữa trị, biến chứng quá nặng và gia đình đã xin cho hai bé về. Tuy nhiên, theo số thống kê mới nhất của Bộ Y tế, thì số bệnh nhân tử vong do sởi và liên quan đến sởi chỉ dừng lại ở 112 trường hợp. Trong đó có 25 trường hợp tử vong là do bệnh sởi. Tổng số ca mắc sởi và xuất phát ban nghi sởi tính từ đầu năm đến nay là 8.779 ca. Bên cạnh đó, số người lớn nhập viện điều trị vì biến chứng sởi cũng đang tăng như là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và tại Bệnh viện Bạch Mai. Trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch sởi vào chiều nay, Bộ Y tế khẳng định sẽ tiếp tục bổ sung vitamin A và các loại thuốc khác cho các cơ sở y tế để có thể thực hiện phác đồ điều trị mới của bệnh sởi. Hà Nội đang là địa phương có số ca mắc sởi và số tử vong do sởi lớn nhất cả nước. Thực hiện kế hoạch tiêm vét vaccine sởi, đảm bảo ít nhất 95% trẻ em trên địa bàn được tiêm phòng sởi. Sở Y tế Hà Nội quyết định mở điểm tiêm cố định miễn phí vaccine sởi. Điểm tiêm đầu tiên được mở từ sáng nay tại số 70 Nguyễn Chí Thanh. Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội ngày thường là một điểm tiêm chủng dịch vụ. Nhưng từ sáng nay, trung tâm đã bố trí riêng một phòng trên tầng 3 để phục vụ tiêm sởi miễn phí. Trẻ đến phòng tiêm chủng cũng qua quy trình các bước gồm tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm vaccine và ngồi chờ sau tiêm. Tuy nhiên, họ không phải đóng bất kỳ một khoản tiền nào. Trong số này, có không ít cháu có hộ khẩu ngoại tỉnh, chưa có sổ tiêm chủng. Dẫn cháu đi phường tiêm thì chờ lâu, thời gian lâu quá. Mà đang trong cái thời gian là dịch. Vì cái điều kiện công tác của hai vợ chồng đi suốt ngày ấy, nên chỉ có đến những cái ngày nghỉ này thì hai vợ chồng mới có thể ra được trung tâm thôi. Mà mình cũng không rõ là lịch tiêm ở phường là như thế nào. Nói là miễn phí, nhưng thực tế vaccine được tiêm cho các cháu vẫn là vaccine sởi đơn, vốn là loại vaccine không mất tiền trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, không phải loại vaccine dịch vụ 3 trong 1. Vậy nên, trong khi phòng tiêm dịch vụ lúc nào cũng đông kín người, thì phòng tiêm miễn phí cả ngày mới chỉ có 50 trẻ đến tiêm. Tôi biết ở trên kia là cũng có tiêm miễn phí, nhưng mà nó là tiêm một mũi, một tác dụng thôi. Nhưng dưới này nó là 3 tác dụng. Nên là tôi cũng cho cháu hôm nay đi tiêm sở thì tiêm dưới này luôn. Dù nó có thể là mất chút tiền nhưng mà có thể tiết kiệm thời gian cho chúng tôi. Như vậy, có thể nói hình thức của phòng tiêm cố định miễn phí này cũng giống như một điểm tiêm chủng thông thường ở các trạm y tế xã, phường. Chỉ khác một điều, thay vì đến các điểm tiêm ở xã, phường, vào các ngày từ mùng 3 đến mùng 10 hàng tháng, các bậc phụ huynh có thể đưa trẻ đến điểm tiêm này từ nay đến 29 tháng 4. Cái việc mà triển khai quyết liệt ở 584 xã, phường là chính. Ở đây là để đáp ứng những biện pháp quyết liệt và để đáp ứng được cái nhu cầu tiêm chủng phòng chống dịch của người dân thì yêu cầu mà tất cả các quận huyện phải mở thêm cái điểm tiêm chủng đó để đáp ứng tốt nhất cho cái việc tiêm chủng phòng chống dịch sởi của Hà Nội. Dự kiến trong tuần này, Hà Nội sẽ tổ chức thêm 30 điểm tiêm chủng tập trung miễn phí tương tự đặt tại trung tâm y tế các quận huyện. Các bậc phụ huynh có thể đưa con đến các điểm tiêm này để tiêm phòng sởi cho con em mình
mà không cần chờ đến lịch tiêm chủng cố định hàng tháng. Ngoài Hà Nội thì các địa phương cũng đang cấp tập triển khai công tác tiêm phòng dịch sởi cho trẻ. Sau đây là phần tổng hợp của VTC14. Theo thống kê của ngành y tế Hà Tĩnh, từ đầu năm đến nay trên địa bàn đã có 20 trường hợp sốt phát ban dạng sởi và 2 trường hợp dương tính. Để kiểm soát dịch sởi, Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch tiêm vét vaccine sởi cho trẻ chưa được tiêm đầy đủ 2 mũi vaccine sởi. Dự kiến khoảng 7.000 liều vaccine trong đợt này dành cho các đối tượng có độ tuổi từ 9 đến 24 tháng tuổi. Ghi nhận tại các điểm trạm y tế xã, phường, số trẻ được cha mẹ mang đến tiêm đã tăng gấp đôi so với tháng trước. Để đợt tiêm chủng đạt kết quả cao, ngành y tế Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị điều tra đối tượng, lập danh sách, dự trù vaccine và vật tư tiêm chủng, bố trí ít nhất 2 cán bộ y tế tại mỗi điểm tiêm. Còn tại Đà Nẵng, mặc dù không phải là địa phương bùng phát dịch sởi, nhưng lo ngại trước tình hình dịch bệnh, nên người dân đã đổ xô đến Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố trong 2-3 ngày qua. Do lượng trẻ đến tiêm tăng đột biến, nên nhiều địa điểm trở nên quá tải và bị động nguồn vaccine. Trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, hàng tháng tại các trạm y tế xã phường đều thực hiện tiêm phòng sởi miễn phí cho trẻ từ 9 đến 24 tháng tuổi. Tuy nhiên, khi có một số trường hợp phản ứng sau tiêm vaccine viêm gan B, Quivaxem, nhiều người đã bỏ qua mũi tiêm này tại các trạm y tế, đến khi bệnh sởi lan nhanh và diễn biến phức tạp mới vội vàng đưa con đi tiêm phòng. Tại Khánh Hòa, chiến dịch tiêm phòng dịch sởi đã được triển khai ngay từ đầu tháng 4. Mục tiêu đề ra là đạt trên 95% trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi được tiêm vaccine, trong đó chú trọng đối tượng chưa được tiêm hoặc tiêm chưa được đủ mũi vaccine theo lịch tiêm chủng và đối tượng nguy cơ cao có thể mắc bệnh. Dự kiến sẽ có khoảng 10.400 trẻ được tiêm trong đợt này. Do kiểm soát từ sớm nên các trường hợp mắc sởi tại Khánh Hòa rất ít, không có ca nào biến chứng nặng và gây ra những hậu quả đáng tiếc. Trong khi đó, thành phố Hồ Chí Minh lại đối mặt với nguy cơ hết vaccine khi cảnh đông đúc xuất hiện không chỉ ở Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh mà còn diễn ra ở nhiều điểm tiêm phòng dịch vụ khác như Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhi đồng 2, Trung tâm Dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh và bệnh viện các quận huyện. Trong 3 tháng đầu năm, tình hình bệnh nhi mắc sởi trên địa bàn có tăng lên nhưng trường hợp mắc bệnh bị biến chứng nặng không nhiều và chưa có ca bệnh tử vong do sởi. Khảo sát dịch sởi tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế yêu cầu ngành y tế địa phương này không được chủ quan mà cần phải tăng cường rà soát, tiêm phòng hết các trường hợp còn bỏ sót và linh hoạt hơn trong việc phát hiện, ngăn ngừa. Đồng thời tăng cường một số trang thiết bị kỹ thuật như máy thở, áp dụng phác đồ điều trị mới để hỗ trợ cho việc điều trị đạt hiệu quả cao hơn. Là một trong những hoạt động tiêu điểm của ngành tài nguyên môi trường, Ngày hội tái chế chất thải năm 2014 với chủ đề SV3T vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay 20 tháng 4 lúc 8 giờ sáng tại Cung Văn hóa Lao động TP.HCM. Chương trình thu hút được sự quan tâm của nhiều đơn vị, đặc biệt là sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên học sinh. Tưng bừng, nhộn nhịp và lan tỏa là những gì bạn có thể cảm nhận được từ Ngày hội tái chế chất thải 2014. Càng ý nghĩa hơn khi đây là chương trình hướng tới mục đích bảo vệ môi trường có mục tiêu chính 3T là tiết giảm, tái sử dụng và tái chế chất thải. Với hoạt động chính gồm tổ chức các gian hàng sức sống mới từ phế thải, triển lãm các sản phẩm đoạt giải, hướng dẫn cách thức phân loại chất thải rắn, quy trình tái chế các loại chất thải thông thường, các công nghệ. Thiết thực hơn, ban tổ chức còn bố trí khu vực thu gom chất thải nguy hại gia đình, gồm các loại pin, bình đựng hóa chất, bóng đèn đã qua sử dụng, bao bì nhựa, giấy phế liệu để đổi lấy quà tặng. Trước ngày hội cũng diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như chương trình tổ chức thu gom chất thải nguy hại từ 16 đến 20 tháng 4 tại 100 điểm trên địa bàn thành phố. Tái chế chất thải không chỉ là hoạt động diễn ra ngày 1, ngày 2, mà cần nhân rộng đến từng cá nhân tập thể vì đơn giản. Tái chế hôm nay luôn gắn liền với bền vững mai sau. Cũng trong sáng nay 20 tháng 4 tại Công viên Thống Nhất Hà Nội, chương trình Ngày Trái Đất với thông điệp truyền thông chung tay giữ sạch hồ Hà Nội, dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm hồ đã được tổ chức. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng sự kiện Ngày Trái Đất 22 tháng 4 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng, chương trình Liên minh Vận động Chính sách Ngăn ngừa và Kiểm soát Ô nhiễm nước tổ chức. Với chủ đề Thành phố Xanh, Ngày Trái Đất năm nay tập trung vào những thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu và những trở ngại đối với sự phát triển bền vững của các thành phố, với mục tiêu giúp các thành phố trên toàn cầu trở nên xanh sạch đẹp, giảm lượng phát thải carbon vì một tương lai bền vững hơn. Việt Nam hưởng ứng chương trình Ngày Trái Đất 2014 với thông điệp truyền thông chung tay giữ sạch hồ Hà Nội, dừng ngay các hoạt động làm ô nhiễm hồ. Nhiều hoạt động thiết thực đã được tổ chức như nhảy flash mob,
chạy bộ vì môi trường, làm vệ sinh môi trường hồ Bảy Mẫu, hồ Thiền Quang, tuyên truyền phát tờ rơi bảo vệ môi trường, đổi rác lấy cây và các sản phẩm thân thiện với môi trường, triển lãm tranh và các sản phẩm bảo vệ môi trường của các tổ chức tình nguyện, câu lạc bộ. Ngày Trái đất 22 tháng 4 được đề xuất lần đầu vào năm 1970 tại Hoa Kỳ, năm 2009 được Liên Hợp Quốc chính thức công nhận và phát động trên toàn cầu. Hàng năm, Ngày Trái đất đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người thuộc 192 quốc gia trên thế giới với các hoạt động như trồng cây, thu gom rác thải và các hoạt động cho một môi trường trong lành. Ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Các chuyên gia khuyến cáo rằng thành phố Hồ Chí Minh nên sớm tìm ra giải pháp để giảm áp lực nguồn nước, hạn chế tình trạng nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễm như hiện nay. Theo nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, các nguồn nước tại thành phố ngày càng bị ô nhiễm trầm trọng. Hiện tại, người dân thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương đang sử dụng nguồn nước chủ yếu từ sông Sài Gòn và sông Đồng Nai. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nguồn nước này đã bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi nước thải từ các khu dân cư, bệnh viện, nhà máy, bãi rác, khu công nghiệp. Theo thống kê, mỗi ngày người dân thành phố sử dụng khoảng 2,2 tỷ lít nước sinh hoạt, trong khi đó chỉ có 1,65 triệu lít là nước máy đã qua xử lý. Phần còn lại là nguồn nước của gần 300.000 giếng khoan chưa qua lọc, khử trùng, không an toàn cho sức khỏe. Hệ thống cấp nước, công nghệ xử lý của các nhà máy đã lạc hậu do xây dựng từ rất lâu. Bên cạnh đó, chất lượng nguồn nước ngầm tại các khu công nghiệp, khu dân cư đang xấu đi và có nguy cơ cạn kiệt. Đồng thời, nếu bị khai thác quá mức sẽ gây nên các vấn đề sụt lún và nhiễm mặn. Các chuyên gia tại hội thảo công nghệ xử lý nước thải vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo rằng thành phố nên sớm đưa ra giải pháp và lộ trình về xử lý nước thải, nghiên cứu một nguồn nước thay thế như nước tái chế nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm, đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt như hiện nay. Giống như nhiều tỉnh thành khác trên cả nước, những năm qua tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế thông qua các dự án công nghiệp. Nhưng có một thực tế là tại phần lớn các dự án, công tác lập báo cáo, đánh giá tác động môi trường luôn bị xem nhẹ hoặc được thực hiện một cách qua loa. Điều này đã và đang đem lại những hệ lụy xấu cho công tác bảo vệ môi trường tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận của VTC 14. Hơn 200 mét vuông diện tích mặt ao của gia đình anh Tạ Ngọc Chiến, thôn Vĩnh Phú, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, giờ chỉ nuôi được vài con vịt. Giống như gia đình anh Chiến, phần lớn các hộ trong thôn cũng không thể nuôi trồng thủy sản do nguồn nước ở đây đã bị ô nhiễm từ nguồn thải của khu công nghiệp Thụy Vân. Hơn 14 năm qua, do không có khu xử lý tập trung, toàn bộ nước thải của khu công nghiệp này được xả trực tiếp thông qua hệ thống mương rạch trong thôn. Ở đây là nước thải nó xuống liên tục mỗi ngày, nên là không thể nuôi được cái gì. Cá đây ao không nuôi được cá, cá chết hết cá. Đến vịt giờ cũng không nuôi được, vịt là loài dễ sống nhất, cũng không có gì để ăn nên nó không nuôi được. Trong khi đó, mặc dù ban quản lý khu công nghiệp này vẫn khẳng định việc thực hiện đầy đủ các bước cơ bản trong quy trình thẩm định và đánh giá tác động môi trường, nhưng người dân ở đây thì lại cho biết kể từ khi khu công nghiệp có quyết định thành lập, chưa có bất kỳ ai hay cơ quan chức năng nào thông báo và tham vấn ý kiến của họ về mức ô nhiễm của các dự án công nghiệp tới môi trường sống xung quanh. Chúng tôi ở đây là lâu rồi, thì những trận mưa đến là mùi rất đấy, đồng ruộng thì là nước thải rất đen và cũng không được cán chức năng cơ quan gì đến thông báo cho chúng tôi là ô nhiễm, mức độ ô nhiễm của không khí bao nhiêu hay là bụi bao nhiêu là cũng không được thông báo gì. Đây là hoàn toàn không có một ý kiến gì cả. Không lấy ý kiến dân để xây dựng đề án hay là lấy ý kiến của dân để xây dựng công nghiệp như nào, không có. Cứ xây họ xây là xây thôi, nhưng không có một cái vấn đề gì báo cho người dân biết trước hay là tình hình xử lý như nào. Lãnh đạo nhiều địa phương cho rằng đầu tư phát triển công nghiệp thì đôi lúc cũng phải chấp nhận đối diện với những rủi ro trong công tác bảo vệ môi trường. Và việc làm báo cáo đánh giá tác động môi trường một cách sơ sài cũng là tình trạng chung của hầu hết các dự án công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay. Chất lượng báo cáo thấp dẫn đến là có cái từ báo thấp và kèm theo đó là cái vấn đề cái khâu thẩm định, như là chất lượng của cơ quan quản lý nhà nước cũng có một phần đó cũng không được, chưa được cao, hoặc có cái là cũng coi chưa, gọi người ta gọi là có thể không xem đọc kỹ đấy. 14 năm trước, khi khu công nghiệp Thụy Vân đi vào hoạt động, người dân xã Thụy Vân rất trông đợi vào những dự án có thể giúp họ thoát nghèo. Nhưng đến giờ, nghèo thì chưa thoát,
Nhưng những hệ lụy xấu do ô nhiễm môi trường thì họ vẫn đang ngày ngày phải gánh chịu. Lại có thêm một vụ ngộ độc nấm khiến 9 người trong cùng một gia đình phải nhập viện đa khoa tỉnh Lai Châu vào chiều qua. Các bệnh nhân đều là người dân tộc Mông ở bản Xin Suối Hồ, xã biên giới Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Gia đình có 4 trẻ em từ 2 đến 10 tuổi. Các bệnh nhân kể lại là đã ăn một loại nấm màu trắng to hái ở gần nhà. Một tiếng sau khi ăn xong thì cả 9 thành viên trong gia đình thấy hoa mắt, chóng mặt và buồn nôn. Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu cho biết, đến thời điểm này thì sức khỏe của 9 nạn nhân ngộ độc nấm đã dần trở lại bình thường. Sau 3 đến 4 ngày nữa, các bệnh nhân trên có thể được về nhà. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau 5 tháng xảy ra vụ va chạm giữa tàu Yaung Aragon quốc tịch Hàn Quốc với tàu hàng Eleni quốc tịch Marshall Island tại vùng biển Vũng Tàu, đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn chưa thể trục vớt hết số hàng hóa bị chìm. Hiện tại, lực lượng chức năng đã trục vớt được 286 container, 43 cuộn cáp, 21 cuộn thép và 14 nắp hầm hàng. Trong khi đó, trên tàu Yaung Aragon có tới 666 container, trong đó có 33 container chứa hóa chất độc hại. Việc trục vớt các container hiện còn trong tàu Hyunga Dragon do công ty trục vớt cứu hộ Hàn Quốc Kosan liên doanh với các đơn vị Việt Nam thực hiện từ cuối tháng 3. Hành trục vớt lên được chuyển về cảng Vina Offshore trên sông Dinh. Theo cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, hiện trong các khoang tàu Hyunga Dragon còn nhiều container với các loại hàng hóa khác nhau. Dự kiến việc vớt container sẽ hoàn thành trong khoảng 7 đến 8 ngày nữa nếu thời tiết thuận lợi. Sau đó sẽ tiến hành bơm hết nước trong tàu ra để tàu nổi lên và di chuyển đến vị trí thích hợp. Trong những ngày đầu mùa hè này, bình quân mỗi ngày có từ 700 đến 800 du khách trong nước và quốc tế sử dụng phương tiện giao thông đường thủy, phổ biến là cano cao tốc để đến tham quan, nghỉ ngơi tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Lượng du khách tăng đột biến nên công tác chuẩn bị phương tiện, phao cứu hộ, đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Trước dự báo về lượng khách tăng mạnh trong mùa hè, đồn biên phòng Cửa Đại và các cơ quan hữu quan đã tiến hành kiểm tra các phương tiện đường thủy về chất lượng và kỹ thuật, đồng thời yêu cầu các tàu phải trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh và phao cứu hộ để sử dụng khi cần thiết. Đặc biệt, các chủ tàu cam kết và thực hiện nghiêm việc chở khách đúng theo quy định của từng loại phương tiện, tuyệt đối không được chở quá số người theo quy định. Trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính và buộc dừng hoạt động nhằm hạn chế những tai nạn không đáng có. Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, ngành chức năng của thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công khai giá để tránh tình trạng ép giá du khách. Mặc dù tàu biển tải trọng lớn lần đầu tiên đã lưu thông thuận lợi trên luồng xoài rạp và cập cảng trung tâm Sài Gòn SPCT, nhưng để đón được tàu 50.000 tấn thì luồng xoài rạp phải nạo vét khoảng 300.000 mét khối. Công việc này sẽ được khẩn trương hoàn thành vào đầu tháng 5 năm 2014. Trao đổi với phóng viên VTC14, ông Lê Hoàng Minh, giám đốc ban quản lý dự án luồng xoài rạp cho biết, hiện tại với những tàu tải trọng lớn khoảng 30.000 tấn sẽ lưu thông dễ dàng trên luồng xoài rạp. Tuy nhiên, với những tàu trên 50.000 tấn thì chưa thể lưu thông trên toàn tuyến. Đơn vị đang tập trung nạo vét luồng với khối lượng khoảng 300.000 mét khối, thì toàn tuyến xoài rạp sẽ đạt độ sâu 9,5 mét. Như vậy, tàu tải trọng 50.000 tấn có thể lưu thông vào tuyến đường thủy này. Cuối giờ chiều qua, tàu Sutrabum có tải trọng 31.000 tấn của hãng MSC đã cập cảng Hiệp Phước, Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thành công. Có những đoạn tàu lưu thông rất dễ dàng, đạt vận tốc 50 km/h. Theo giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, sự kiện này được xem như là cuộc diễn tập cho việc đón tàu 50.000 tấn sẽ lưu thông vào luồng xoài rạp vào đầu tháng 5 tới, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lịch sử 300 năm phát triển cảng biển của thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, để vận chuyển hàng hóa ra vào cảng với công suất lớn như vậy thì cần phải phát triển đồng bộ với hệ thống giao thông, mà trục chính là đường Nguyễn Hữu Thọ và đại lộ Nguyễn Văn Linh. Chuyển sang phần tin quốc tế, hơn 4 ngày đã trôi qua kể từ khi chiếc phà nặng hơn 6.000 tấn bị chìm ở vùng biển Tây Nam Hàn Quốc, nhưng lực lượng cứu hộ không phát hiện dấu hiệu nào của những người sống sót. Tới nay có khoảng 56 trong số hơn 400 người trên phà Sewol được xác nhận đã thiệt mạng. Hy vọng tìm thấy những nạn nhân còn sống sót trong số hơn 200 người mất tích khi chiếc phà này bị đắm cũng đang tắt dần. Sáng hôm nay 20 tháng 4, những đám tang đầu tiên đã được tổ chức cho học sinh trường Danwon. Ba học sinh này đều 17 tuổi, nằm trong số 325 học sinh có mặt trên phà Sewol đang trên đường đi từ Incheon đến đảo Jeju trong một chuyến du lịch thực tế hôm 16 tháng 4.
Cho đến nay, hàng chục học sinh được xác nhận đã chết và hầu hết số người mất tích cũng là học sinh cùng trường. Cho đến 15 giờ chiều nay theo giờ địa phương, tổng cộng đã có 16 thi thể được các thợ lặn tìm thấy và đưa ra từ bên trong chiếc phà Sewol. Hãy đưa con tôi ra, làm ơn hãy đưa con tôi ra. Tôi nghe nói hành khách đã chết hết cả rồi. Hãy đưa xác họ lên bờ để tôi có thể nhìn mặt con mình. Trong khi đó, các chuyên gia cho biết những nạn nhân chỉ có thể sống sót trong vòng 72 giờ nếu có túi khí trong các khoang. Bởi thế, hy vọng những người đã mắc kẹt trong chiếc phà còn sống là vô cùng mong manh. Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc đã xác nhận tìm thấy tổng cộng 56 thi thể, trong khi số người mất tích hiện là 246 người. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, các thợ lặn tập trung tìm kiếm các nạn nhân ở khoang hành khách của tàu. Dòng chảy mạnh và tầm nhìn dưới nước hạn chế đã cản trở các hoạt động tìm kiếm. Các quan chức cho biết họ sẽ tận dụng tối đa những khoảng thời gian ngắn khi dòng chảy chậm lại, xảy ra một vài lần trong ngày để đẩy nhanh công tác tìm kiếm. Ngày hôm nay, bên cạnh nỗi tiếc thương dành cho những học sinh trường cấp 2 Danwon đã thiệt mạng trong vụ chìm phà Sewol hôm 16 tháng 4, người dân Hàn Quốc đã kính cẩn nghiêng mình khi dự lễ tang thầy giáo Nam Chun-jun, người đã nỗ lực giải cứu rất nhiều học trò của mình trước khi bản thân chìm xuống biển cùng xác của chiếc phà. Thầy Nam Yun-chun là giáo viên của trường cấp 2 Danwon. Những học sinh được cứu thoát cho biết, thầy Nam đã kiên quyết nhường áo phao và nhanh chóng giúp học sinh của mình thoát ra khỏi chiếc phà, ngay sau khi nó có dấu hiệu chìm xuống. Thi thể của thầy Nam đã được đội cứu hộ tìm thấy vào ngày hôm qua và đã được chuyển vào nhà tang lễ Ansan. Dòng người vào viếng thầy ngày một đông, họ không chỉ là học sinh cũ, là những người được thầy cứu thoát, là phụ huynh của các em, mà còn là những người dân cảm kích sự dũng cảm của thầy. Tôi đã thấy rất nhiều người tới chia buồn với cha của thầy Nam. Trông ông ấy rất đau buồn và mệt mỏi hơn những người khác. Nhưng ông ấy vẫn gượng cười và động viên những người xung quanh. Học sinh và đồng nghiệp của thầy Nam đều chia sẻ rằng họ tự hào về người thầy giáo trẻ. Bất cứ ai hành động giống thầy Nam trong thời khắc nguy hiểm ấy đều khiến học sinh, đồng nghiệp và những người xung quanh phải kính cẩn nghiêng mình. Tôi rất trân trọng thầy ấy. Đến nay, vẫn còn gần 250 người mất tích bật vô âm tín trong thảm họa chìm phà nói trên của Hàn Quốc. Trong khi đó, thời tiết bất lợi, biển đục và dòng hải lưu mạnh đang cản trở việc tìm kiếm. Chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay của Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 tính đến ngày hôm nay 20 tháng 4 đã bước sang ngày thứ 44, trong khi giới chức Australia cho biết họ sẽ khép lại cuộc tìm kiếm các mảnh vỡ của MH370 dưới đáy biển trong vòng một tuần nữa sau nhiều ngày không thu được kết quả. Giới chức Australia hôm qua cho biết cuộc tìm kiếm các hộp đen của máy bay có thể kết thúc trong vòng 5 đến 7 ngày tới. Trước đó, tướng Angus Houston, chỉ huy của tìm kiếm máy bay mất tích MH370 của Malaysia, bày tỏ hy vọng tàu lặn không người lái AUV Bluefin 21 sẽ định vị được các mảnh vỡ của phi cơ dưới đáy biển. Tuy nhiên đến nay, phương tiện này vẫn không tìm được vật thể nào liên quan. Bluefin 21 bắt đầu được triển khai từ tuần trước và hôm qua thực hiện nhiệm vụ thứ 7 trong phạm vi có bán kính gần 10 km dưới đáy Ấn Độ Dương, nơi phát hiện các tín hiệu được cho là của hộp đen máy bay. 11 máy bay và 12 tàu cũng đang tiếp tục quần thảo trên mặt biển để tìm kiếm mảnh vỡ phi cơ. Tuy nhiên, những gì đã xảy ra với chuyến bay của hãng Malaysia Airlines hiện vẫn là một bí ẩn sau hơn 6 tuần MH370 biến mất giữa không trung cùng 239 người. Mặc dù vậy, ngày hôm qua, giới chức Malaysia vẫn khẳng định rằng chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370 sẽ vẫn được tiếp tục, mặc dù có kế hoạch tái cơ cấu nhóm tìm kiếm và đánh giá lại chiến dịch tìm kiếm này. Ngày 19 tháng 4, Nhật Bản đã khởi công xây dựng trạm radar mới ở đảo Yonaguni, chỉ cách quần đảo Senkaku Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc khoảng 150 km. Theo các nhà quan sát, động thái trên của Tokyo đã khiến Bắc Kinh nổi giận bởi trạm radar mới có thể cho phép Nhật Bản mở rộng hoạt động do thám gần đất liền của Trung Quốc. Theo Reuters, phát biểu trong lễ khởi công, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã nhấn mạnh những động thái mở rộng tăng cường quân sự tương tự có thể được triển khai sang các đảo thuộc vùng biển phía Tây Nam, các quần đảo chính của Nhật Bản. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 150 binh sĩ Nhật Bản đồn trú trên đảo Yonaguni để vận hành và bảo vệ trạm radar sau khi nó đi vào hoạt động vào năm 2016. Đảo Yonaguni có diện tích 30 km2 với khoảng 1.500 dân sinh sống. Dù không phải là hòn đảo có những đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, nhưng với việc xây dựng trạm radar trên đảo này, Yonaguni sẽ có vị trí chiến lược trong việc giám sát hoạt động của các tàu Trung Quốc từ biển Hoa Đông xuống biển Đông hoặc ra Thái Bình Dương.
Giới quan sát cho rằng, việc Nhật Bản xây dựng trạm radar mới có thể khiến Trung Quốc tức giận bởi nó có thể giúp Nhật Bản tăng phạm vi giám sát tới gần lãnh thổ của Trung Quốc. Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc liên tục gia tăng trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi Trung Quốc thiết lập vùng nhận diện phòng không trên khu vực các quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông, bao gồm cả Senkaku. Tuy nhiên, kế hoạch này đang bị một bộ phận dân cư trên đảo phản đối. Một thanh niên Trung Quốc ngày hôm qua đã phải nhập viện vì chứng béo phì. Theo các bác sĩ, căn bệnh này đã khiến cho chức năng các bộ phận của cơ thể người bệnh bị suy kiệt. San Liang, 22 tuổi, người Sơn Đông, Trung Quốc, đã phải vào khoa cấp cứu sau một thời gian mệt mỏi với trọng lượng cơ thể lên tới 300kg. Người thân của San cho biết, để đưa chàng trai đi cấp cứu, người ta đã phải gỡ bỏ cánh cửa, phá một phần bức tường và huy động đến mười mấy người. Anh ta béo tới mức chúng tôi không thể đưa anh ấy lên cáng được. Khi anh ấy được đưa tới bệnh viện, thận của anh ta đã bị suy kiệt và ở trong điều kiện vô cùng nguy hiểm. Hiện tại, chàng trai béo phì đang được điều trị tại Bệnh viện Sơn Đông. Mỗi lần thay đồ cho chàng trai này, cần tới 10 bác sĩ, y tá. Trước đó, San thường xuyên mắc chứng khó thở và hay bị ngất. Nó ăn nhiều lắm. Mỗi bữa nó có thể ăn bằng 3 người bình thường khác. Được biết khi chào đời, San nặng tới 6,5kg. Càng lớn, nhu cầu về thực phẩm của San càng tăng cao. Lúc 19 tuổi, San đã nặng 150kg và chỉ sau 3 năm, cậu đã nặng tới 300kg. Các bác sĩ cho biết nếu San không chịu giảm cân và vận động, tuổi thọ của chàng trai sẽ bị giảm rất nhiều. Dubai là điểm đến thu hút những du khách muốn khám phá thiên nhiên, văn hóa của vùng Trung Đông. Và với địa hình độc đáo, mới đây một cuộc thi 3 môn phối hợp đã được tổ chức trên sa mạc. Cuộc thi là cơ hội cho cả người dân Dubai và khách du lịch hiểu rõ hơn về những giá trị tinh thần của vùng đất giàu truyền thống này. Với địa hình thi trên sa mạc, môn bơi truyền thống được thay thế bằng môn cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên Dubai tổ chức một cuộc thi như thế này. Mặc dù nhiệt độ lúc này đang là 35 độ C, nhưng hơn 100 vận động viên vẫn tỏ ra rất hăng hái với phần thi của mình. Lộ trình của họ bao gồm 5 km chạy bộ, 25 km đạp xe và 25 km cưỡi ngựa. Đây là lần đầu tiên tôi tham gia một cuộc thi có 3 môn phối hợp như thế này. Tôi đã có một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Theo ban tổ chức, cuộc thi là để nhắc nhở mọi người không được quên ý chí quật cường của đất nước Dubai. Ngựa là một biểu tượng cho sức mạnh ý chí trong văn hóa của người Ả Rập. Chúng tôi muốn thông qua sự kiện này ôn lại những truyền thống tốt đẹp đó. Những hoạt động như thế này thực sự rất ý nghĩa. Tất cả mọi người dường như đều ý thức rõ hơn về việc gìn giữ và phát huy những giá trị tinh thần quý giá. Tháng Tư về, mỗi vùng đất trên thế giới lại có những cách đón lễ Phục sinh khác nhau. Tại một hòn đảo ở Hy Lạp, người ta làm ra những quả tên lửa mini và bắn lên bầu trời. Đây được coi là một trong những phong tục truyền thống độc đáo nhất trên thế giới. Hàng năm vào mỗi buổi tối trước khi lễ Phục sinh chính thức bắt đầu, bầu trời của hòn đảo Chios phía bắc Hy Lạp lại được thắp sáng bởi hàng trăm tên lửa mini. Đây thực chất là một cuộc thi bắn tên lửa giữa hai giáo sứ Agios Marcos và Panagia Erethiani. Và mục tiêu khi khai hỏa tên lửa sẽ là tháp chuông nhà thờ của đối thủ. Nhiệm vụ rất khó khăn. Chung cuộc, nếu giáo sứ nào bắn được nhiều hơn vào tháp chuông của đối thủ sẽ giành chiến thắng. Những năm gần đây, chúng tôi không làm nhiều tên lửa do kinh tế khó khăn. Mặc dù phong tục này có một chút nguy hiểm, nhưng tôi cho rằng đây là truyền thống rất đẹp. Chỉ cần bạn cẩn thận một chút thì mọi việc sẽ ổn thôi. Cũng có nhiều người trẻ tuổi tham gia vào lễ hội này lắm. Tôi đã tham gia lễ hội này được gần 20 lần rồi. Và chúng tôi sẽ lưu giữ nó lâu nhất có thể. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Hàng năm sự kiện này cũng thu hút khá nhiều khách du lịch. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ an toàn. Mặc dù nền kinh tế của Hy Lạp còn nhiều khó khăn và đang trong quá trình hồi phục, nhưng những giá trị truyền thống như thế này đã phần nào tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người dân nơi đây. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống ngày 20 tháng 4 của kênh VTC14. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.